may của Lào. Và những ngày này thì mọi người sẽ cùng vé rất bên nhau với những cái lời chúc phúc và mong muốn một năm mới ấm no hạnh phúc. Xin mời các bạn cùng đến với không khí của ngày hôm nay. Té nước, nghi lễ không thể thiếu trong ngày Tết Bun Pi Mai. Đó cũng là sợi dây gắn kết những sinh viên Lào đang sinh sống, học tập tại Việt Nam. Một cách đón Tết ý nghĩa và cũng là để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Các bạn cùng múa lăm bông với cả té nước. Ai bị ướt nhiều càng may mắn nhiều. Mời các bạn cùng tham gia với chúng tôi. Chúc mừng năm mới. Trước khi em tổ chức ở đây thì em cũng rất là nhớ nhà và rất là buồn. Nhưng mà được tổ chức với các bạn, các anh chị ở đây, em sẽ cảm thấy rất là ấm áp và như kiểu là em nhớ ở nhà luôn ạ. Cùng té nước, cùng gặp gỡ, chuyện trò, những bạn trẻ Lào đang sinh sống tại Việt Nam muốn gửi đi thông điệp về một năm mới không còn những ưu phiền, hy vọng về một năm mới ấm no và luôn tràn ngập tiếng cười. Bye.